những cuộc tình gọi là đũa lệch thỉnh thoảng nó lại rộ lên. Thôi thì nó lệch in ít thôi, nó vừa vừa phải phải thôi thì còn ngửi được. Đằng này nó lại 6226 này, rồi là 2772 này, đám cưới xong là sẵn phong sẵn giả, hôm sau mừng thọ luôn. Cụ thể cụ bà Thu Sở 62 tuổi lấy anh giai tơ Triệu Cờ 27 tuổi. Rồi là cụ ông Hoàng Cà 72 tuổi lấy cô Ngọc Trì 27 tuổi. Rồi hôm nay lại thấy dân mạng bàn tán xôn xao bà cô Thờ Vờ 54 tuổi lấy anh Mờ Xì 27 tuổi. Thấy bảo cuộc sống viên mãn lắm, chụp ảnh chụp hình mặt hoa ra phấn, ăn mặc diêm dúa, ai cũng nói cười cười, có vẻ mãn nguyện lắm. Thôi thì các cụ ông răng móm chân run, nhưng gia đình có điều kiện, trước hết là được sự trợ giúp của các nha sĩ lắp bộ nhá vào, xong là tẩm bổ toàn cao lương mỹ vị, nhung nai nhung hiu, rồi là cá ngựa ba đôi nhiều gai ngâm rượu, rồi là cao báo cao hổ các loại. Tôi thì nhiều ít cũng gọi là nhấm nháp tí ti, cũng có thể là còn chấp nhận được. Đàn ông ấy mà, tuổi tác của người phụ nữ vô cùng quan trọng. Tuổi trẻ nó hừng hực khí thế chứ, xinh đẹp thì càng tốt, còn không xinh đẹp cũng chẳng sao. Tình cảm thực sự nó ở những chi tiết nhỏ, nó ở từng hơi thở, từng cử chỉ nồng nàn, đường cân thớ thịt. Mọi thứ nó căng, nó hồng, nó thơm chứ, chứ đâu phải chỉ bôi chát vào cái mặt, vẽ mi vẽ môi, rồi là xăm nọ xăm kia là đàn ông họ thích đâu. Khi đã là vợ chồng rồi mà, đàn ông hầu như không để ý đến cái mặt của vợ nhiều nữa. Giờ cứ nghĩ mấy anh thanh niên sáu múi, lực lưỡng cơ bắp quần quận mà thương, đêm đêm ôm đống xương già, chắc cũng phải đeo khẩu trang chứ, vì nó mùi hôi, nó hôi, nó khó chịu lắm. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà ngày nào cũng phải nhấm nháp mấy miếng thịt lợn xề, ăn mấy miếng lòng lợn thiêu để từ 3 ngày hôm trước, kèm với mấy miếng dưa khú váng xanh lè lên, chỉ nghĩ đến đó thôi mà nó rụt cả tỉ. Ôi giời,